Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong Đấu La Đại Lục phần mới nhất gần đây, chính xác là tập 192 của Đấu La Đại Lục, nhóm giới khắc hay Đường Tam đang ở ngoài hải thần đảo luyện tập vã mồ hôi. Đường Tam sắp làm xong bài khói thứ 5 của hải thần rồi. Giờ là khoảng 2 đến 3 tập nữa, nhóm giới khắc sẽ bước vào khói thứ 6 đánh nhau với ba tay tây. Sau khi Đường Tam làm xong khói thứ 5, cấp độ của Đường Tam sẽ là 84 cấp. Với trình 84 cấp của mình, Đường Tam cố gắng nạp thêm 6 cấp nữa sẽ trở thành một phong hoa đấu la có 9 hồn hoàn dưới chân nhìn rất đẹp. Dù Đường Tam đã nhận bài khỏi của Hải Thần trực tiếp cho mọi người, nhưng trong quá trình Đường Tam cách đây khoảng 5 năm trước, cái thời Đường Tam mới phẫu thuật khuôn mặt từ con trai sang một diện mạo mới, hắn đã đi vào sát lục chi đồ lấy sát thần lĩnh vực. Lúc đó ngay cả Đường Hạo hay rất nhiều người không hề hiểu rõ sát lục chi đồ là như thế nào. Mà sát lục chi đô chính là nơi Tu La Thần từng sinh sống. Trước khi lên thần giới, Tu La Thần đã để lại các bài khảo hạch của mình ở sát lục chi đô. Đồng nghĩa người nào vào sát lục chi đô đi lấy sát thần lĩnh vực, thì người đó cũng đã làm khảo hạch nhận truyền thừa thần vị của Tu La. Đường Tam, Hồ Liệt Na đều đã được nhận khảo hạch của Tu La. Trở lại với Hải Thần sau khi thấy Đường Tam có rất nhiều phẩm chất nhân vật chính, ông đã xác nhận Đường Tam là người truyền thừa thần vị của mình. Tuy nhiên nếu so sánh giữa Hải Thần và Tu La, quyền hạn của Tu La trên thần giới mạnh hơn gấp nhiều lần Hải Thần. Hải Thần chỉ là cấp 1, còn Tu La chính là thần đứng đầu thần giới hiện tại. Với năng lực kèm theo chức vị chuyên gia xử lý các hình phạt của thần giới, Tu La coi như là một chủ tịch nước trên thần giới. Để so sánh ba thần vị cấp 1 Hải Thần Thiên Sứ La Sát sẽ được truyền xuống đại lục. Sức mạnh của ba vị thần cấp 1 coi như ngang nhau. Trong trận chiến thực tế giữa ba vị thần dưới đại lục thời điểm đó, Đường Tam được nhận truyền thừa thành Hải Thần, Thiên Nhận Tuyết được truyền thừa thành Thiên Sứ Chi Thần, Bì Bì Đông được truyền thừa là Sát Thần Bì Bì Đông. Khi Hải Thần Đường Tam solo 1v1 với Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ hay La Sát Bì Bì Đông, Đường Tam không hề sợ bất kỳ ai. Có thể nói Đường Tam còn nằm trên không phải bên dưới dưới Thiên Nhận Tuyết và Bì Bì Đông về sức mạnh đánh nhau. Nhưng sau khi hai mẹ con nhà diễn viên Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết liên kết, hai người đã đánh úp sọt thành công Đường Tam. Đường Tam đã bị Bỉ Bỉ Đông cầm thanh đao La Sát Liêm Ma Đao đâm thủng người làm đám ma. Cũng may Đường Tam được hai người Áo Tư Tạp và Trịnh Vinh hồi sinh. Và sau đó Đường Tam trở thành Song Thần, Hải Thần và Tu La Thần. Đường Tam dựa vào sức mạnh của Tu La đã giết được Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mọi người khi nhìn thấy Đường Tam ở trạng thái Tu La Thần, anh ấy sẽ được thay đổi rất nhiều tính cách và bộ phận trên cơ thể. Thứ nhất, Đường Tam sẽ được thay đổi về một bộ áo giáp của Tu La. Thứ hai, vũ khí của Đường Tam từ cây đinh ba phóng lợn chuyển thành một cây kiếm dài 200 cm. Thứ ba, màu tóc của Đường Tam từ màu xanh sẽ được chuyển thành màu trắng. Thứ tư, Đường Tam sẽ có hội chứng đau mắt đỏ hay có một số thứ khác. Thứ năm, Đường Tam trên trán có hình xăm Hải Thần Tam so kích được thay đổi thành một ngọn lửa. Cảm ơn anh em đã xem hết video.